Nấm linh chi đỏ hỗ trợ chữa bệnh xương khớp. Phát hiện mới trong các thử nghiệm nghiên cứu về nấm linh chi. Theo kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Shizaki Moji ở Nhật Bản đã thử nghiệm một số lợi ích của nấm linh chi để làm dược liệu. Kết quả thử nghiệm của Moji đã cho thấy trong nấm linh chi, đặc biệt là nấm linh chi đỏ, có chứa rất nhiều thành phần dược chất. Mỗi thành phần dược chất khác nhau sẽ hỗ trợ điều trị các vấn đề khác nhau trong cơ thể, chẳng hạn như bệnh viêm khớp, viêm cột sống dính khớp, thoát vị đĩa đệm, giảm cơn đau nhức xương khớp, viêm phế quản mãn tính, các bệnh liên quan đến hệ hô hấp, các hội chứng mệt mỏi mãn tính, căng thẳng, mất ngủ, các bệnh đau thần kinh, huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, cholesterol cao, đái tháo đường, bệnh viêm loét dạ dày, đường ruột, viêm đường tiết niệu liên quan đến hệ tiêu hóa, bệnh nguy hiểm thời hiện đại như ung thư, bệnh về da, HIV. Rất nhiều kết quả nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh nấm linh chi có thể thay thế các loại thuốc chữa bệnh thông thường dành cho những người muốn dùng sản phẩm tự nhiên thay vì sử dụng các liệu pháp điều trị thông thường khác. Nấm linh chi đỏ hỗ trợ chữa bệnh xương khớp như thế nào? Nguyên nhân chính của khối u và đau nhức xương khớp là do ảnh hưởng của các tế bào lympho và interferon trên hệ thống miễn dịch. Nấm linh chi đỏ là một trong số 6 loại nấm linh chi có nhiều dược chất có chức năng sau đây: ức chế hoạt động bất thường của các tế bào hệ miễn dịch, T và B lymphocyte, ức chế hoạt động của các protein kích thích hệ thống miễn dịch, interferon, ức chế ảnh hưởng tiêu cực của interferon và tế bào lympho trên hệ thống miễn dịch, cung cấp hồi quy của quá trình viêm ở các khớp và mô liên kết. Nấm linh chi đỏ hỗ trợ chữa bệnh xương khớp. Vì trong nấm linh chi, đặc biệt là nấm linh chi đỏ, có chứa một số dược chất quan trọng có dược tính cao như polysaccharide, có chức năng tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa các bệnh tự miễn dịch; enzyme chống oxy hóa, đào thải độc tố trong máu từ các gốc tự do phá hoại tế bào. Trong các thử nghiệm nghiên cứu về nấm linh chi, các nhà khoa học đã phát hiện trong nấm linh chi có chứa chất provolone, có tác dụng làm giảm đau, hiệu quả giảm đau tốt nhất đối với bệnh viêm khớp, giảm độ khô cứng của xương, tăng chất flexibility, giúp người bệnh thoái hóa khớp gối đi lại dễ dàng hơn. Ngoài ra, chất provolone chứa trong nhiều nhất trong nấm linh chi đỏ có khả năng ngăn chặn sự tiến triển của bệnh viêm khớp, ngăn ngừa và chống viêm khớp, giảm đau nhức và sưng đỏ ở bệnh gút, kích thích tăng trưởng cơ bắp chắc khỏe hơn, đồng thời giảm các cơn đau do bệnh ung thư gây nên, trở nên tích cực hơn và góp phần đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe tổng thể. Do đặc tính độc đáo của các thành phần dược chất, nấm linh chi không chỉ làm giảm viêm và ngăn ngừa các cơn đau viêm khớp, giảm các chứng đau nhức gây mất ngủ, lo lắng về đêm hay của bệnh thoát vị đĩa đệm, tăng cường hệ thống miễn dịch trên cơ thể mà không gây bất cứ tác dụng phụ nào. Tác dụng của nấm linh chi đỏ hỗ trợ chữa bệnh xương khớp như viêm khớp, đau lưng cột sống, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương khớp, viêm khớp dạng thấp, bệnh gút. Nấm linh chi đỏ hỗ trợ chữa bệnh xương khớp, chứ không phải là thuốc đặc trị chuyên dùng để điều trị bệnh xương khớp. Vì thế, nên uống nấm linh chi đỏ hỗ trợ chữa bệnh xương khớp mỗi ngày. Người bệnh phải kết hợp với chế độ ăn uống theo khoa học, đảm bảo đủ dinh dưỡng, vận động tích cực, sống một cuộc sống lành mạnh, hạn chế thức khuya. Tất cả những yếu tố trên sẽ góp phần giúp cho cơ thể bạn có một hệ xương khớp vững chắc và ngăn ngừa các bệnh về xương khớp hiệu quả nhất. Hãy like, share và theo dõi kênh HP Cosmetic để nhận được những thông tin hữu ích về sức khỏe và làm đẹp cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ HP Cosmetic nhé!